Vâng. Hôm nay em có cái cục công suất Sony nhé, bán cho quý vị về nghiên cứu. Đây là dòng quý vị thấy là nó chạy HDD này. Trong HDD này thì chúng ta có thể là lưu thêm bài hát vào đây. Quý vị thấy trong HDD là có bài hát đây. Thì cái này về chắc là để nghiên cứu thêm một tí xem như nào. Vâng. Đây em cũng đang mời mò cái mấy cái tiếng Nhật này mà cũng chưa biết là nó chạy có gì. Đấy, thì biết là HDD thì là trong trong này có bài hát đấy thì là thì quý vị thấy nó đang dậy này. Đấy. Đây. Biết thế nào cái này là cái gì luôn. Đấy. Thì nhìn chung là trong HDD nó đang có bài hát này. Đấy. Cái này quý vị về thử nghiên cứu tiếng Nhật xem như nào nhé. Đấy. Đây không phải báo trong CD nhé, đây là nó báo như kiểu là báo CD gì gì đấy, xong rồi là trong cái tệp này nó sẽ có những bài hát này. Đấy nhá. Còn CD em đang cho ra ngoài đây này. Đấy. Em còn muốn bật sang CD thì ấn nút này. Đấy. Nói chung là về ngoài ba cái này là nó là từ mượn từ tiếng Anh, người ta buộc phải để đúng theo tiếng Anh, thì các cái khác đều là tiếng Nhật này là rất là người quý về nghiên cứu nhé. Như quý vị thấy là con này HDD vẫn đang chạy bình thường nha. Đây, CD đây nha. À, cái này nó chọn bài con này. Đấy. Ok nha. Đây. Còn đây cái nút này là nút để chọn các đầu vào đây. Đây. Any music nhưng biết là cái gì. Ồ cái này chắc là liên quan đến cái cổng mạng đằng sau rồi. Cổng mạng đằng sau tí em sẽ chỉ quý vị. Đây. Cái này là thẻ nhà SD. Vâng. Thẻ nhà SD thì đang trống nên sẽ không có. Vâng. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái này. Cái này nó là để cắm đầu vào cho điện thoại. Đấy. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Đấy. Ở đây quý vị nhìn này, đằng sau có một cái cổng, đằng trước có một cổng nhá. Đấy. Là audio in. Đấy. Thì là có thể cắm ở đằng trước mặt được hoặc là cắm ở đằng sau đít như thế này được. Đấy. Đấy. Thì đây là cổng vào nhé, đây là cổng ra nhé, cổng này cổng vào, cắm cổng vào đây nhá. Ở đây có cổng USB không biết để làm gì. Này. Cái này về quý vị người nghiên cứu cho em nhé, nó thật là nhiều các cái tiếng Anh của em cũng không biết, vâng, tiếng Việt là quên nhầm, tiếng Nhật nhiều của em không biết được. Đấy còn có cổng mạng đây nhá. Đấy con này về thì là người ta sử dụng cái chân cắm, thì em cũng không có nên em dùng tạm bằng cái hai cái cọc loa, em cắm vào thì thấy nó vẫn chạy đây. Đấy. Thế quý vị về quý vị chế chân nhé. Ai về bọc vạch chế chân chế tay cho em cậy. Vâng. Đấy thì là hai bế đang chạy bình thường này. Đấy. Đấy nhá. Thì em đang chọn đầu vào đằng sau này. Nếu muốn chọn đầu vào đằng trước ấn cái này. Đấy. Tuy nhiên đằng trước đang không có đầu vào nữa, không có tiếng luôn ạ. Chọn đầu vào đằng sau. Đấy. Em làm lại nhá. Từ đầu luôn, ví dụ đang thử CD đi. Đang thử CD chúng ta muốn chọn đầu vào đi. Chúng ta sẽ chọn ở đây, ấn nút này. Đấy. Sau đó là chuyển nó sang cái này bằng cách là di chuyển các cái phím mũi tên này lên xuống. Và ấn vào cái nút có cái biểu tượng hình cái jack AV này. Ấn Enter ở giữa. Đấy. Sau đó là sẽ có hai chế độ chọn, chúng ta là chọn đầu vào từ đằng sau và chọn đầu vào từ đằng trước. Đấy. Thì chúng ta thử chọn đằng trước hoặc đằng sau nhé. Đấy. Đấy, ok chưa?
Đây hát đây rec này chắc là để ghi bài hát vào trong ổ nhớ. Đây, em biết thử xem như nào nhé. Đây đang ghi này. Đấy. Báo này không dám động vào đây. À đây, cái này có thể thoát ra bằng cách này nhỉ, ấn nút này để thoát ra nhé. Chắc là vừa rồi nó mình ấn HDD rec thì nó hỏi là có ghi từ CD sang không. Đấy. Thì mình đang ghi từ nguồn phát là cái đường vào đằng sau vào. Đấy. Đấy thì là chúng ta lại phải back ra bằng cách là ấn nút này. Đấy. Ok nha, để thử xem ok không nhé. Ấn stop ở đây để kết thúc quá trình ghi. Đấy. Giờ em lại chuyển sang HDD xem như nào nhé. HDD đây. Đấy. Xem có cái bài đấy chưa. Ở đây ha, hình như có rồi. Đây một cái bài mà em vừa ghi được 1 phút mấy đây này. Chuẩn rồi quý vị ạ. Đấy nhá. Rồi, xịn, quá xịn. Đấy. Quý vị ghi được cả nhạc vào đây luôn. Đấy, thích bài nào ghi vào đấy nhá. Hay đấy, con này hay đấy. Vâng, rất tuyệt vời. Ở đây ok nhá. Thì con này giá của nó nhá. Vâng. Giá của nó thì những cái đời HDD như này rất đắt. Vâng, toàn hơn 2 triệu thôi. Nhưng mà thôi con này thì em để quý vị 750. Này. Coi như là bán công suất. Còn các cái chức năng khác em không quan tâm. Vâng. Về cho quý vị tự mày mò vọc vạch nhé. Đây còn chân cẳng quý vị tự chế nhé. Có 750 cho cái cục công suất Sony này. Vâng. Cái con Sony này biết là tên nó là gì luôn cơ. Đây rồi. M70HD quý vị nhé. M70HD. Vâng. Đây ok. Em xin kết thúc video ở đây nhé. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp bên em. Này, ai có cái nhu cầu vọc vạch nghịch ngợm thì lấy con này về nhé, có 750 rồi, quá rẻ này. Riêng HDD mua 3 tiền rồi. Đấy. Vâng, em xin cảm ơn nhé và xin gặp lại quý vị ở trong những cái video tiếp bên em. Vâng, xin chào mọi người. À, cái con này thì em cũng xin lưu ý là nó là HDD nhá, nên là lần đầu tiên khi mà khởi động nó sẽ hơi lâu một chút, giống như kiểu Windows nó đầu tiên cắm điện vào vậy, nó sẽ phải khởi động mất một lúc, quý vị phải chờ nhé, chứ không phải là cắm phát là nó bật lên ngay như các con khác đâu. Quý vị lưu ý cho em một chút. Vâng. Em xin cảm ơn và xin gặp lại mọi người sau.